Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh ông đồ với áo the, khăn xếp, bày mực tàu, giấy đỏ từ lâu đã ăn sâu vào ký ức của người Việt mỗi độ Tết đến xuân về. Tục xin chữ đầu năm không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà đối với nhiều người, hoạt động này đã trở thành thói quen nhằm nguyện cầu cho một năm mới bình an, hạnh phúc. Đối với người Việt Nam, từ xa xưa con chữ đã rất được trân trọng. Với quan niệm có học có kiến thức là chạm vào cánh cửa của tương lai, nên vào mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt thường có phong tục xin chữ và cho chữ. Sau giao thừa, vào những thời khắc đầu tiên của năm mới, mỗi người sẽ chọn giờ tốt, giờ đẹp nhất để làm lễ khai bút. Những nét chữ mềm mại uyển chuyển chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì đã thành một thói quen. Tôi thường đến các gian hàng thầy đồ để xin chữ. Năm nay tôi xin chữ phúc, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc, mọi chuyện đều tốt lành và cầu cho tất cả mọi người trong gia đình nhà tôi gặp nhiều phúc lành trong năm mới. Khai bút không chỉ tượng trưng cho một năm may mắn cát tường mà còn gửi gắm trong đó tâm tư nguyện vọng tốt đẹp như ý, đề cao truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Nhiều gia đình cũng giáo dục cho con em mình giữ gìn mỹ tục khai bút đầu năm để hướng về cội nguồn, truyền thống và cầu chúc một năm mới học hành tấn tới, gặp nhiều may mắn. Là một cái văn hóa, một cái nét đẹp của người Việt Nam trong vào cái dịp đầu xuân, năm mới thì là mong rằng là cũng được lưu giữ và để giáo dục cho con cháu vào những ngày cái dịp đầu xuân để đi xin chữ. Đây là một cái nét đẹp mà được muốn mong muốn được lưu giữ cho đời sau. Xin chữ đầu năm ấy chỉ là làm cái xin một cái chữ may mắn, rồi là mong ra một cái năm nó yên bình, rồi là phát triển và con cháu nó cũng từ đó mà nó thấy trân trọng cái cuộc sống gia đình, cuộc sống xã, cuộc sống nó phát triển trong xã hội. Tục khai bút đầu xuân mặc dù vẫn được nhiều người coi trọng mỗi dịp Tết đến xuân về, nhưng trong nhiều trường hợp, mỹ tục này không còn giữ được nguyên vẹn giá trị truyền thống. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người đặt niềm tin vào sức sống của hoạt động khai bút đầu xuân này bởi tự thân nó chứa đựng những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức sống lâu bền. Vì niềm đam mê nên mỗi độ Tết đến xuân về, anh Nguyễn Công Thuần lại mở gian hàng viết chữ thư pháp với mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục duy trì nét đẹp văn hóa Việt này. Trong xã hội phát triển này, cũng vẫn còn nhiều người nhớ đến cái việc xin chữ đầu năm, cũng còn nhiều người mà nhớ đến ông đồ. Và đặc biệt là cái thế hệ học sinh bây giờ thì ở tất cả cũng vẫn rất là vui, là tất cả trong cái trường ấy thì đầu năm họ ấy làm những cái chương trình là khai bút đầu xuân ấy, thì cũng đưa cái chữ thư pháp này vào trong cái chương trình giáo dục học đường là khai bút đầu xuân bằng viết chữ thư pháp, cũng khích lệ tinh thần học sinh là để tìm lại cái văn hóa xưa và lưu giữ lại cái truyền thống đẹp của dân tộc. Tôi thì cũng rất là mong muốn làm sao mà mỗi năm Tết đến xuân về thì mình xuống phố áo the khăn xếp, giấy đỏ mực tàu thì được công chúng ủng hộ và cũng như là mọi người quan tâm hơn nữa, để những người như tôi có càng thêm động lực để giữ gìn những cái truyền thống cũng như là giữ lửa những cái văn hóa thuần Việt ấy. Cùng với nhiều phong tục đẹp trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc như tục xin chữ, hái lộc đầu xuân, nét đẹp khai bút đầu xuân không chỉ nhân lên những hy vọng, mơ ước năm mới sẽ đến với thật nhiều may mắn, tốt lành mà còn tạo không khí vui vẻ, nhộn nhịp của ngày đầu xuân.